Xin chào toàn thể quý bà con, lại là nhà vườn tranh nhất em đây. Hôm nay em xin quay và giới thiệu cho quý bà con về một dòng nho đang thịnh hành hiện nay, đó chính là dòng nho thân gỗ 12 vụ. Cây của bên em đây là cây giống nhưng mà nó là nhỡ, cây hơn 1 năm tuổi. Cây rất là đẹp. Nho thân gỗ khác hoàn toàn so với các loại dòng nho tứ quý hay là nho Nam Mỹ hay còn gọi là nho lạc kim, mà nho thân gỗ 12 vụ bản lá sẽ rất là to. Đây là cây giống. Và nếu như cây trưởng thành thì sẽ như cây của em đang quay đây. Cây đây là cao được tầm khoảng 1m8 đến 2m. Sau khi cây trưởng thành thì cây sẽ cho ra quả và ra hoa, ra quả từ gốc tới ngọn. Đấy. Như cây của bên em là đang sẵn hoa, sẵn quả luôn rồi đấy ạ. Cây này trồng được 4 năm hơn rồi. Và năm này là năm bói là năm thứ 2. Năm nay năm cho quả là năm thứ 2 đây. Rất là chi chít, rất là nhiều hoa, nhiều nụ và quả. Nho thân gỗ 12 vụ sẽ khác hoàn toàn so với nho thân gỗ thường nhé. Nho thân gỗ 12 vụ này sẽ cho quả quanh năm ngày tháng luôn. Ra hết loạt quả này đến loạt quả khác. Loạt hoa này đến loạt hoa khác. Đấy, quý bà con có nhìn thấy không ạ? Đây, những cái quả của nó đây. Đấy. Bên cạnh quả thì sẽ có những núm hoa. Đây là núm hoa bắt đầu phát triển đây. Đây bung hoa đây rồi. Và sau đó sẽ kết quả. Cây có thể là ra hoa ra quả quanh năm nhé. Và quý bà con nào có nhu cầu có thể liên hệ ngay tới nhà vườn tranh nhất em, địa chỉ ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cây rất là đẹp nhá, bên em đầy đủ kích cỡ luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các quý bà con ở các video sau. Em sẽ giới thiệu nhiều các loại cây độc lạ hơn cho quý bà con xem và quý bà con biết nhé.